Xin chào các thính giả thân yêu của chúng ta. Podcast của chúng ta ngày hôm nay theo chủ đề là nghe chuyện tôi kể. Và câu chuyện ngày hôm nay tôi muốn gửi đến các bạn có tên là Bạn gái tôi là một linh hồn. Mình là một chàng trai trẻ sống một cuộc đời bình lặng trong một thành phố ồn ào. Một buổi chiều mùa thu khi có những chiếc lá vàng rơi lại tả trên con đường phố minh quyết định ghé một quán cà phê nhỏ thật yên tĩnh mà anh tình cờ nhìn thấy được trên con đường vắng quán cà phê cổ kính với những bức tường gạch đỏ và những chiếc ghế cũ anh không ngờ rằng nơi đây là nơi mà cuộc đời anh sẽ thay đổi mãi mãi khi bước chân vào quán minh đã chú ý ngay đến một cô gái ngồi ở góc phòng một mình với cốc cà phê nghi ngút khói cô có làn da trắng sáng như ngọc mái tóc của cô dài và gợn sóng cùng với tôi là đôi mắt đầy ánh sáng lấp lánh như những vì sao mình không thể nào rời mắt khỏi cô gái đó dù đã chưa từng nói chuyện mình cảm thấy như có một điều kỳ lạ mà họ đã quen nhau từ lâu hôm đó mình quyết định lại gần và bắt chuyện với cô gái chào cô tôi là minh cô có thể cho phép tôi ngồi cùng được không cô gái mỉm cười tôi là linh rất vui được gặp anh sau buổi gặp đầu tiên minh và linh trở thành bạn thân họ có nhiều thời gian dành cho nhau hơn trò chuyện vui đồ và chia sẻ những câu chuyện đời thường minh cảm thấy dường như mình đã tìm đúng một phần của cuộc đời chính mình đó là linh họ có những cuộc trò chuyện sâu sắc và khoảnh khắc im lặng trong một buổi tối mùa đông khi cơn gió lạnh lẽo thổi qua cửa sổ, Minh quyết định mở lòng và nói với Linh nỗi lòng của mình. Sự lo lắng bắt đầu dâng trào trong Minh, nhưng anh cũng cố gắng bày tỏ với cô. Linh, có một điều mà tôi cần phải nói với cô. Gần đây tôi cảm thấy mình đang thay đổi, mà không biết tại sao nữa. Linh nhìn anh với ánh mắt ân cần. Có phải anh cảm thấy có sự kết nối này quá mạnh mẽ không? có điều gì đó không bình thường ở đây mình gật đầu ánh mắt bắt đầu lo lắng đúng tôi cảm thấy có điều gì đó không đúng không thể giải thích được một đêm nọ khi minh trở về từ công việc anh thấy linh ngồi một mình trong quán cà phê vẻ mặt rất nghiêm trọng hơn bao giờ hết cô cầm trên tay một cuốn sách cũ kỹ trang sách đã bị ố vàng theo thời gian minh có điều tôi muốn nói với anh Linh bắt đầu, giọng nói trầm xuống. Tôi không phải là một người bình thường, tôi là một linh hồn. Mình sững sờ. Linh, cô đang nói cái gì vậy? Điều này không thể là sự thật được. Linh thở dài, mở cuốn sách và chỉ vào một trang viết. Đây là cuốn sách của tổ tiên tôi. Theo truyền thuyết của gia đình, có những linh hồn không thể nào rời khỏi trần gian cho đến khi tìm được một người có thể giúp họ hoàn thành những việc chưa xong mình lắc đầu cảm giác choáng váng nhưng tại sao phải là tôi tại sao phải là tôi vì anh là người đầu tiên tôi có thể hiểu được và anh hiểu tôi linh trả lời chúng ta đã kết nối với nhau một cách rất kỳ diệu tôi không thể sống một cuộc đời bình thường nữa nhưng tôi cần sự trợ giúp của anh để tôi có thể giải thoát linh dẫn mình đến một ngôi nhà cổ nằm sâu phía bên trong khu rừng Ngôi nhà trông rất hoang tàn và phủ đầy bụi bặm. Linh giải thích bằng những lời nói và cử chỉ hành động cho Minh có thể hiểu rằng nơi đây linh hồn của cô bị mắc kẹt và là nơi cô cần phải hoàn toàn thoát ra. Khi bước vào bên trong ngôi nhà, Minh cảm nhận được sự lạnh lẽo bao trùm. Linh dẫn Minh đến một căn phòng nhỏ nơi có một chiếc gương cực lớn đặt ở giữa phòng. Chiếc gương này là chìa khóa để cho tôi thoát ra, Linh nói, "Nhưng trước khi thực hiện lễ nghi, tôi cần anh phải hiểu rõ sự kết nối của chúng ta." Minh nhìn vào gương, đột nhiên anh thấy chính hình ảnh của mình và Linh, nhưng không phải là họ của hiện tại, mà thay vào đó, hình ảnh phản chiếu hai người ở một thời kỳ xa xôi, mặc những bộ đồ cổ xưa, đứng bên nhau, đang trên một lễ cưới truyền thống. Chúng ta đã từng sống cùng nhau ở kiếp trước." Linh giải thích, nhưng vì một số lý do nào đó tôi không thể hoàn thành nghĩa vụ của mình tôi phải quay trở lại để hoàn thành và giải thoát cho linh hồn của mình phong cảm thấy trong gương dần thay đổi hiện lên cảnh tượng của một buổi lễ cưới cổ xưa minh nhận ra đây không phải là một lễ nghi đơn giản mà đó là một phần một chu trình kéo dài trong hàng ngàn thế kỷ minh và linh được bắt đầu thực hiện lễ nghi linh hướng về dẫn minh qua từng bước và từ việc đốt nến đến việc đọc những câu cầu nguyện cổ xưa. Mỗi bước trong lễ nghi đều đòi hỏi sự tập trung và tôn trọng, bởi nó không chỉ đơn thuần là một hành động mà còn là sự kết nối sâu sắc giữa thế giới vật chất và thế giới tâm linh. Một khi lễ được kết thúc, Linh sẽ đứng gần chiếc gương, đôi mắt của cô đầy cảm xúc. Cảm ơn anh, Nhà Minh. Nhờ có anh mà tôi đã hoàn thành được những gì còn gian dở mình cảm thấy một cơn gió lạnh qua và ánh sáng của nguồn nến dập tắt linh dần tan mờ hình ảnh của cô dần trở nên nhạt đi trong gương tạm biệt anh nha minh anh đã giúp tôi rất nhiều tôi thật sự, sự cảm ơn anh ngày hôm sau khi minh tỉnh dậy ngôi nhà cổ đã biến mất chỉ còn lại một cánh đồng hoang vắng anh trở về thành phố cảm giác như mình vừa trải qua một giấc mơ kỳ lạ trong quán cà phê nơi lần đầu tiên anh gặp linh minh đã ngồi một mình cầm trên tay quyển sách cũ kỹ mà linh đã cho anh anh không còn thấy linh được nữa nhưng anh vẫn luôn cảm nhận được sự hiện diện của cô trong từng khoảnh khắc mặc dù linh không còn ở đây minh vẫn cảm thấy an lòng anh biết rằng mình đã giúp một linh hồn hoàn thành nghĩa vụ của mình và tìm được sự giải thoát dù là một phần của thế giới tâm linh sự kết nối giữa anh và linh vẫn luôn là một phần của anh câu chuyện của anh sẽ không bao giờ quên được trong trí nhớ của mình Câu chuyện đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới vui vẻ và hẹn gặp các bạn vào buổi podcast ngày hôm sau. Xin cảm ơn.